Vâng, xin chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một thủ thuật để mà có thể edit ảnh. Và nó được dùng trong cái trường hợp nào? Thì đã bao giờ các bạn gặp cái trường hợp là mình đi chơi du lịch hay là mình đi bất cứ đâu, và cái việc mà các bạn chụp ảnh á, thì đôi lúc nó có những cái thành phần thừa trong ảnh, đúng không? Ví dụ như là rác này, hoặc là ví dụ những người ở phía sau mình mà nó làm cho tấm ảnh của chúng ta có những cái thành phần mà mình không mong muốn, tạm gọi là như thế. Thì ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái trang website mà nó không chuyên, dành cho những cái bạn mà không có chuyên về sử dụng Photoshop này, để mà mình edit, mình sửa, mình xóa những vật thể đó đi. Thì cái website này nó sẽ giúp cho các bạn làm được cái điều đó ha. Thì cái website này tên là, đây các bạn truy cập vào cái đường link ở trên này đó. Và sau khi các bạn truy cập vào đường link này thì nó có các cái ngôn ngữ như là tiếng Anh và các hỗ trợ các cái ngôn ngữ khác. Thì ví dụ như bạn có thể chọn vào tiếng Việt. Rồi ở đây giao diện nó rất là dễ dàng sử dụng luôn. Thì ngoài website thì nó có ứng dụng ở trên CS Play nữa ha. Thì các bạn có thể dùng nó ở trên cái ứng dụng cũng được, hoặc là trên website cũng được. Thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần sử dụng những cái hình ảnh mà các bạn muốn xóa những cái vật thể đó. Ví dụ như ở đây nó demo cho mình này. Thì giờ mình thử kéo một cái tấm ảnh ha, kéo một tấm ảnh nào đó và chúng ta thả vô thử đi. Ví dụ như mình đã chuẩn bị một số ảnh như tấm này ha. Thì mình kéo vào đó. Sau khi các bạn kéo thả nó lên thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này ha. Để ý cho mình bên trái này có các cái thanh công cụ như sau. Thứ nhất là làm thủ công thì nó ở bên cái tab cọ này, này. Còn cái tab thứ hai này khi các bạn kích vào thì nó sẽ dùng trí tuệ nhân tạo để mà nó xử lý ha. Thì đầu tiên đó là mình hướng dẫn về cách thủ công này. Thì các bạn chọn vào cái tab cọ này ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ có thể tăng và giảm kích thước của cọ. Đây các bạn rê chuột lên phần cần xử lý. Ví dụ như mình xác định ở trên tấm ảnh này mục tiêu mình muốn giữ lại cô gái hay chàng trai thôi ha. Cái này mình đang làm một chủ đề có nghĩa là giống như chia rẽ quá ha. Nhưng mà đây mình chỉ ví dụ cho các bạn thôi. Thì giả sử như mình muốn giữ lại chàng trai và xóa đi cô gái chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta sẽ tăng với một cái kích thước của cái cọ này này. Như thế này là mình cảm nhận là vừa rồi, thì để hoặc là các bạn có thể thu nhỏ lại. Các bạn thu nhỏ rồi các bạn phải rê chuột lên phần này thì mới thấy được cái sự tăng và giảm của cái cọ ha. Thì mình đã giảm cái cọ, các bạn tăng lên này. Đó. Đó. Thì ở đây mình sẽ để khoảng mặc định cho nó khoảng 50 thôi ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ kích chuột trái và rê chuột đè lên các cái phần thành phần mà mình cần xóa ha. Thì ở đây ví dụ như mục đích của mình là muốn xóa đi cô gái, đúng không? Thì mình sẽ có một cái là ví dụ như các bạn muốn làm mà sạch sẽ và tỉ mỉ hơn thì chúng ta sẽ xóa một chút thôi. Thì mình sẽ giảm cái cọ nó nhỏ lại này, nhỏ lại để nó vừa với những cái thành phần ở đây. Ví dụ như là mình sẽ xóa phần này nhỏ, đúng không? Mình sẽ thu nhỏ cái cò lại và mình xóa đi. Đấy. Chưa xóa đâu, các bạn chỉ tô cái phần xóa thôi, sau đó chúng ta mới xóa sâu. Thì mình sẽ tô tiếp cánh tay của cô gái này. Việc lý do vì sao mà mình giảm cái cò nó xuống, tại vì có thể xóa những quá nó lem ra quá nhiều các cái phần mà mình không mong muốn á, thì cái tấm ảnh của mình nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nó làm có những cái thành phần mà nó gợn gợn á, nó không được thật lắm. Thì mục đích của mình là như thế. Còn ví dụ như đối tượng này là nó chiếm không gian lớn thì mình sẽ scale cái cọ lên, scale lên ha. Thì chúng ta sẽ khoanh đó và tô. Rồi những cái phần ở bên này nó nhỏ, nó khó thì bạn thu nhỏ cọ lại, rồi các bạn vỉ thì nó đỡ phải lem ra bên ngoài nhiều ha. Càng tỉ mỉ thì nó càng
đấy thôi. Rồi sau khi chúng ta đã chọn được cái vùng cần xóa rồi ạ, ở dưới này có một cái thuộc tính nữa là xóa với mức độ là, à đây là zoom thôi, zoom cái tấm ảnh nó lên thôi chứ không phải là mình nhầm. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào button, có một cái button xóa đây, các bạn nhấn vào đó, rất là sạch sẽ đúng không, thấy chưa? Thì sau đó thì chúng ta có thể tải cái ảnh này xuống đó, các bạn có chỗ này có cho tải xuống này, và tải xuống với kích thước có lựa chọn là vừa là 1901 vừa và nhỏ, nhỏ có nghĩa là nó scale lại theo tỷ lệ vuông luôn á, còn ở này là vừa là hình như là nó fit với cái khung ảnh ban đầu luôn. Thì mình sẽ chọn kích thước lớn hơn ha, chọn lớn hơn đi, chúng tôi có chọn à, nó báo là nó chỉ cung cấp cái chất lượng đó khi mà các bạn dùng cái ứng dụng thôi, còn ở trên website thì nó chỉ hỗ trợ với cái size ở trên. Thì các bạn cứ kích tải xuống đi, tải xuống. Ở đây nó chỉ cho mình chọn được cái chế độ nhỏ thôi nè, các bạn tải xuống ha. Rồi chúng ta sẽ được một cái ảnh như thế này, thì các bạn có thể kéo vào Photoshop nè. Rồi chúng ta có thể thêm một số cái câu word gì đó lên ha. Ví dụ như mình đấy, giờ đây mình chỉ giới thiệu, mình chỉ làm sơ sơ thêm thôi, còn mục tiêu của chúng ta là biết cách sử dụng, biết cái cách sử dụng mà để xóa ảnh thôi. Thì các bạn đã biết dùng phần mềm Photoshop rồi hả? Thì các bạn kéo tấm ảnh này vô và chèn thêm một cái test nào đó thôi ha. Đây mình chọn auto đi. Đó. Đơn giản như thế thôi. Mình chỉ làm demo như thế. Rồi tương tự chúng ta hãy test thêm một số cái hình ảnh khác nữa ha. Mình sẽ quay lại trang chủ của nó nè. Rồi chúng ta hãy kéo thêm một số hình ảnh khác, ví dụ như đây. Rồi đối với cái phân tích cái hình này á, ví dụ các bạn muốn giữ lại một trong hai đối tượng nhân vật này, mà trong khi cái đối tượng cần xóa nó nhỏ, thì chúng ta sẽ thu nhỏ cái cò lại. Các bạn càng thu nhỏ và các bạn càng tỉ mỉ đi xóa, nó sẽ càng sạch và đẹp ha. Rồi đó là mình xóa bằng cách thủ công, và bây giờ chúng ta sẽ hãy thử cái tính năng là xóa tự động ha. Thì nó dùng cái trí tuệ nhân tạo để xóa, nó có thể nhanh hơn, ưu điểm của nó là như thế. Thì các bạn nhấn vào khôi phục đi, rồi hãy nhấn vào cái tab là xóa tự động, sau đó nó sẽ trí tuệ nhân tạo nó sẽ tự nhận diện các cái thành phần ở trên này, các chủ thể trên này này đó. Thì các bạn ví dụ như xóa này, các bạn kích vào đây ha. Kích vào nó tách ra từng thành phần luôn nè. Bên đây là xe đạp, nó để xe đạp người nè ha. Trí tuệ nhân tạo có những cái thuật toán mà nó học lại, nó nhận diện được các cái thành phần đó và nó đề xuất ra cho chúng ta. Sau đó chúng ta chỉ cần nhấn xóa là xong. Đó, cũng được ha. Thao tác này nó rất là nhanh, nhưng mà đối với những cái hình mà nhiều chi tiết quá thì mình khuyên các bạn nên dùng cái tính năng trí tuệ nhân tạo này à. Nó sẽ nhận diện tốt hơn. Khi mà các bạn làm thủ công thì đôi lúc nó bị lem nữa, thì cái chỗ mình xóa nó không được tối ưu lắm. Tương tự giờ mình tìm thử một cái tấm hình nó phức tạp hơn một xíu ha. Thì mình sẽ lên website mình sẽ lên website để tìm một tấm hình nào đó phức tạp hơn xíu. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có một cái tấm hình nó phức tạp hơn ha. Thì ví dụ như chúng ta tải nó về đi. Sau khi các bạn tải về rồi, chúng ta sẽ kéo vào thả nó lên trên này ha. Rồi phân tích ở tấm hình này, mục tiêu của chúng ta là sẽ xóa đi những nhân vật mà ở phía sau mà không mong muốn nó đã xuất hiện trong cái khung ảnh của chúng ta ha. Thì các bạn hãy chọn vào cái tab tự động đi cho nó nhanh ha. Thì ở đây nó sẽ nhận diện được. Đấy, nó nhận diện được nè ha.
các bạn kích vào đây, trực tiếp vào đây, kích trực tiếp vào. Sau đó nó sẽ nhận diện được và chúng ta sẽ nhấn xóa nè. Ok, rồi ở đây có một cái, các bạn để ý nè, zoom lên. Thấy có cái đầu của ông này ha. À, thì các bạn có thể dùng thủ công ha. Thu nhỏ lại nữa. Rồi. À, sao nó không chọn ta? Nhưng mà nó lại hiện ra cái này là thử bên xóa thôi coi. Không được. À, mình sẽ làm lại ha. Chọn cái cọ rồi mình sẽ kích lên. Bạn không được, nó bị gì ta? Thì các bạn cứ hiện tại các bạn cứ tải xuống đi, tải xuống rồi mình sẽ up lên một lần nữa, mình xóa tiếp cái đó thử được không? Rồi mình sẽ up lên đúng không? Lúc nãy mình đã xóa cặp đôi kia rồi, giờ mình sẽ nhấn cái tự động thì nó có nhận diện được cái gì không ha? Ở đây nó không có nhận diện được cái đối tượng là cái đầu của cái vị đó, thì chúng ta sẽ vào cái cọ đi, nhỏ. Rồi vậy là và không xóa được các bạn, thì trang web này và ứng dụng này thì nó có ưu điểm là như thế, và có nhược điểm là một số cái nó không xóa được. Nếu mà nó thì bắt buộc chúng ta phải dùng một phần mềm khác ha, thì ví dụ như Photoshop để các bạn chỉnh lại, sửa xóa phần này đi. Nó có những cái ưu và nhược điểm như thế, thì tùy vào cái mục đích của các bạn thì các bạn dùng, nó đáp ứng được cái mục đích của mình là được. Còn như trong trường hợp này thì chúng ta sẽ dùng thêm Photoshop. Mình sẽ kéo vào Photoshop và mình nhân lên một lớp nữa nè. Sau đó mình sẽ dùng công cụ Spot Healing Scale, kích chuột phải scale cái brush nó nhỏ lại. Đó, thì ở đây chúng ta phải can thiệp bằng một phần mềm khác nữa thì nó sẽ tối ưu hơn. Nên là bất cứ một cái gì cũng có ưu và nhược điểm thôi. Thì tùy vào cái nhu cầu của các bạn đến mức độ nào thì chúng ta sẽ dùng cái đó ha. Thì mình thấy đây là một cái công cụ, một cái trang web, một cái ứng dụng rất là hay để hỗ trợ cho các bạn mà không chuyên trong cái việc mà sử dụng để mà edit ảnh các bạn đăng lên trên Facebook hay là trên các mạng xã hội khác nó được đẹp hơn. Thì hy vọng rằng trong video này đây là một cái tip mà có thể mang lại đến cho các bạn nhiều giá trị ha. Đó là giá trị về tinh thần. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.